Bệnh nứt quả vải là mối lo ngại của nhiều nhà nông, đặc biệt trong giai đoạn quả đang phát triển. Hiện tượng này thường xuyên xảy ra khi cây vải không được cung cấp đầy đủ nước trong thời kỳ phát triển quả, hoặc khi gặp mưa lớn sau thời gian khô hạn kéo dài. Nên đơn vị kỹ sư Huy đã thực nghiệm trên nhiều khu vực để có được combo sản phẩm, đó là sạch bệnh 1102 và khuẩn vương, mang đến giải pháp hiệu quả và toàn diện trong việc bảo vệ cây vải khỏi bệnh nứt trái. Sự kết hợp này không chỉ ngăn chặn sự phát triển của bệnh mà còn tăng sức đề kháng cho cây, dễ pha, dễ sử dụng, giúp quý bà con tiết kiệm thời gian và chi phí. Quý bà con chỉ cần pha 20ml sạch bệnh 1102 với 50g khuẩn vương cho 20 lít nước, an toàn hiệu quả. Sản phẩm này là sự lựa chọn hàng đầu của nhà nông, giúp quý bà con gia tăng năng suất, đảm bảo mùa màng bội thu. Vậy quý bà con còn chần chờ gì mà không để lại bình luận bên dưới hoặc gọi số hotline 0898 038 348 để được đơn vị kỹ sư Huy tư vấn và được mua hàng chính hãng ạ. Hẹn gặp quý bà con trong những video tiếp theo nhé.